Xin chào tất cả chị và các bạn, rất vui lại được gặp cả nhà trong bài video review thị trường từ HC Online Và hôm nay mình là cho Phạm sẽ review tiếp về thị trường ngày hôm nay nhé à, Chúng ta có một video dịch của ngày cuối tuần Và một video dịch cũng tương đối là bất ngờ đấy à, Tương đối là, là bất ngờ một cách thú vị Khi mà hôm nay thì thị trường kết phiên Ở trong một cái màu sắc cũng rất là nhiều kỳ vọng đúng không ạ nhiều, nhiều kỳ vọng cho những video dịch tiếp theo đây là một điều mà mình đánh giá là thị trường đang đang rất tốt rồi đang có những cái nhịp phục hồi tương đối rồi nhưng thật sự là chúng ta đã đã nên lạc quan hay chưa và chúng ta đã có xác nhận được đáy của thị trường hay chưa thì với mình mình cũng vẫn cho rằng là chúng ta vẫn cần phải hết sức là thận trọng trong những cái thời điểm mà thị trường cũng chưa xác định được một cái bức tranh màu trắng hay màu đen vì sao à, chúng ta hãy cùng xem qua một tí nào à, diễn biến thứ nhất về diễn biến của của thị trường toàn cầu Ờ, trong cái thời điểm mà chúng ta đang nhìn nhận ở đây này, đang nhìn nhận và đánh giá thì anh chị có thể thấy là với ví dụ đi, chỉ số là chỉ số uh, dẫn dắt SP500 thì hôm qua đã có một áp lực một điều áp lực điều chỉnh giảm rồi điều chỉnh giảm ở đây thì lại uh, ở cái vùng uh, giảm sâu hơn cái vùng vùng miệng miệng bát tức là nói cái khác là hình chữ V ấy. bây giờ bắt đầu theo yếu tố hữu vụ kỹ thuật và bị giảm sâu hơn cái cái đáy về trước đó cái đỉnh về trước đó thì cái điều gì đang diễn ra ở đây, đặc biệt là khi cái thanh khoản nó giảm như thế này thì chúng ta hãy cùng phải nhìn nhận vấn đề là hiện nay thị trường đang đi đến uh, đang đi đến một cái điều khá quan trọng của cái chính sách về hỗ trợ thị trường uh, về Powell cũng đang ở trong cái cuộc họp về Jackson uh, Jackson Hole là vấn đề là bây giờ nhà đầu tư cũng như là thị trường đang đang trở nên rất thận trọng trước việc là thay đổi chính sách từ từ Federal Reserve hay là Fed ấy, là chúng ta sẽ phải cắt cái gói hỗ trợ thị trường khẩn cấp từ năm 2020 đến bây giờ và nếu mà anh chị nhìn nhìn lại nhé à, diễn biến của thị trường ở trong cái gói thị trường khẩn cấp lần này này thì chúng ta có thể nhìn nhận một số yếu tố là đúng đấy chúng ta mà mà định danh lại đi là thời điểm của năm 2020 thì thời điểm của năm 2020 là khi Covid bắt đầu thì cái lượng tiền mà Fed bơm ra thị trường là từ 4.000 là 4, 4, 4 000 tỷ lên khoảng 8.000 tỷ đô à, gấp đôi và đặc biệt là cái cái lượng bơm nó rất là nhanh nó bơm trong khoảng thời gian là một tháng thôi bơm từ 4.000 lên khoảng 6 rưỡi ngay và sau đó là từ giai đoạn cuối năm 2020 đến 2021 là bơm từ từ bơm dàn trải à, cho đến khoảng đây là khoảng 8.000 tỷ rồi. Thế bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn qua về chỉ số SPX nhé. À, khi mà nhận được cái lượng tiền bơm vào, ấy chỉ số SPX bắt đầu tăng là ngay cái thời điểm mà mà trong năm 2020 ấy, là cái lượng tiền bơm nó đã vượt nhanh chóng là vượt đỉnh cũ rồi, à, đỉnh cũ SPX và sau đó là vượt tiếp và bây giờ là vượt tăng lên gấp đôi. Chúng ta hãy cùng xem qua một tí về vận động chỉ số lần này, anh chị sẽ thấy cái điều này rất là rõ ràng thôi. À, trong cái giai đoạn của... À, trong giai đoạn của... À, thị trường vào thời điểm tháng 2 là lao dốc đúng không ạ? Từ mức khoảng 3.400 kéo về mức khoảng uh, à, 2.200 tức là mất đi đâu đó là khoảng gần hơn 1 phần 3 à, khoảng là 40% à, giá trị thị trường và ngay lập tức phục hồi vào trong tháng 8 và sau đó thì hiện nay là tăng lên là 4.400 như vậy là từ cái mức là 3.800 kéo lên 4.400 thì con tăng cái đà tăng nó còn còn nếu mà tính ra về số liệu tương đối thì nó còn mạnh hơn cả những cái thời điểm mà giá giảm rất là nhiều và do vậy thì chúng ta cũng phải nhìn lại vấn đề là Fed đã bơm tiền rất là nhiều rồi Chúng ta hãy nhìn vào money nhé Mình uh, uh, M1 cái lượng tiền em quan này uh, lượng tiền M1 này bắt đầu dấu hiệu là đang đi ngang anh chị thấy là ở trong tháng 4 của năm 2020 ấy, là cái lượng tiền em quan này bơm một phát lên khoảng 18 triệu và uh, bây giờ là em quan hiện nay cái lượng tiền mà gọi là tiền thanh khoản cao ấy thì bây giờ đang ở mức là 18 triệu tức là từ cái thời điểm của tháng 5 năm 2020 đến bây giờ thì lượng tiền vẫn bơm nhưng cái mức bơm là vừa phải, không không quá nhiều và bây giờ là chúng ta đang có một cuộc họp để nói rằng là khả năng là sẽ phải thu lại uh, thu lại cái gói hỗ trợ này và đây là lý do tại sao mà hết hầu hết các chỉ số của Dow Jones cũng như là S&P 500, Nasdaq Composite, hay Russell đều đều giảm cả thì đây là điều mà chúng ta cần phải uh, phải xác nhận với nhau thôi đó là thị trường hiện nay cũng đang thực sự nó không không ở trong một cái đà tăng trưởng ổn định và việc mà giá phục hồi ấy, ví dụ như giá, giá phục hồi đi nó mang tính À, gọi là gọi gọi là mang tính cầm 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 cự và giữ thế trận nhiều hơn ví dụ ta xem qua cổ phiếu vick à, vick hôm nay ấy, giảm sâu bắt đầu rút chân với các thanh khoản cao này à, đây là một yếu tố mình đánh giá là khá, cũng khá tích cực hay là với vcb vcb hôm nay cũng màu xanh nhưng mà xanh cũng tăng trưởng nhẹ nhàng thôi à, sau khi mà giảm sâu cũng phục hồi trở lại thì đây cũng là lý do mà khiến cho chỉ số vn năm mươi một m hôm nay cũng có dấu hiệu tăng rút chân rút chân thế này là ổn này à, với mình thì phiên giao dịch của phiên cuối tuần rút chân thế này là rất ổn Uh, để mà gọi là cái vào xu hướng tăng hay chưa thì mình đánh giá là chưa có gì để chơi ở đây cả, uh, chưa có một cái thế lệnh nào cụ thể để giao dịch cả, mà đơn giản chỉ là một cái gọi là giữ trận thôi. Ví dụ như hôm nay anh em giao dịch, uh, anh chị em giao dịch với vn một m thì cái việc giao dịch lần này nó cũng không mang lại uh, lợi nhuận nhiều, khi mà chúng ta sọt cũng không, mà lo cũng, cũng không, chúng ta cứ bị lay hoay như thế này thì bị bào phí rất kinh khủng. Và do vậy là mình cũng không thấy là không không đủ hấp dẫn để chúng ta thể chơi ở trong thời điểm này đâu. À, đặc biệt là với thị trường phái sinh ấy. những cái thời điểm hấp dẫn nhất là chúng ta đều ăn đủ rồi. Thì do vậy là chúng ta nên quan sát đã trước khi mà chúng ta tiếp tục đánh với đà tăng của thị trường lần này. Thứ hai nữa là nếu anh chị để thấy ấy, là bất cứ là kẻ cái đường trend xu hướng nào cũng cũng xác nhận một điều là gì đó là hiện nay là đang ở trong cái phạm vi phạm vi của điều chỉnh chứ không phải là phạm vi tăng. Do vậy là nếu mà trường hợp mà vẫn đang điều chỉnh thì chúng ta vẫn phải uh, thận trọng thôi. Uh, chưa có uh, xu hướng giao dịch theo ngày đâu. À, đó là với nhận định của thị viên của thị trường ngày hôm nay. À, ngoài ra một số mã phòng thủ vẫn tăng. Ví dụ là FPT bắt đầu duy, duy trì giữ nền, nền nền giá tốt này. Masan tăng. À, một số cổ phiếu thậm chí là à, những cổ phiếu phân phân bón cũng tăng ở trong cuối ngày. Nhưng đặc biệt là nếu anh chị thấy ấy, là những mã cổ phiếu như cảng, Germandes, này, AH hay là những cổ phiếu à, tương tự của nhóm ngành cảng hoặc là những ngành xuất khẩu này, VVG cũng thế cũng thật sự là tăng đang ok. À, cũng không phải là tất cả đều đều xấu đúng không ạ à, vẫn có những cổ phiếu tăng tốt và những thậm chí có những cổ phiếu tăng trần hôm nay ví dụ là thép nam kim vẫn ok vẫn giữ được cái đà tăng ngày hôm qua nói chung là mọi yếu tố đều ổn mình không đánh giá là thị trường đang xấu đâu mà à, với những ai mà đang nắm cổ phiếu uh, cách là tương đối à, đặc biệt là chú trọng với những những ngành phòng thủ như mình đã nói trước đây À, đây là những cái điều chúng ta có thể nhìn nhận được ở trong phiên dịch lần này. Thực ra là vẫn còn cơ hội nếu mà chúng ta khéo léo lựa chọn thôi, à, lựa chọn cổ phiếu ngách mà chơi thôi. Chứ còn bây giờ mà gọi là vào và thắng ngay thì chắc chắn là sẽ khó rồi. Đặc biệt là điều kiện thị trường như thế này. Hôm nay thì uh, chúng ta nhìn về chỉ bán tâm lý, Wall xe Online. Với mình thì mình cho rằng là thị trường vẫn chưa ổn đâu. Thật ra là cái đà tăng mang tính vẫn là phục hồi mang tính kỹ thuật nhiều hơn đến khi nào mà nó ở cái khu vực dưới đáy ấy, khoảng năm và nó cứ ở đây đến một thời gian loay hoay đâu đó là khoảng một tuần đi lúc này chúng ta giao dịch rất dễ chịu còn bây giờ là lúc này chưa phải lúc mà chúng ta mở lại mua mới đâu à, thậm chí là chúng ta cũng không nên bắt đáy thời điểm này khá là khó chịu giao dịch mà trong một cái tình huống là cứ lơ lửng lơ lửng thế này rất khó chịu ok mặc dù vậy là vẫn còn một kịch bản nhé một kịch bản là nếu trường hợp ngày mai hay là sang tuần sau mà thị trường tốt ấy, thì kịch bản sẽ xuất hiện ví dụ như là đường màu xanh cắt ngược lên À, đường màu đỏ ở dưới này thì lúc này chúng ta vẫn có thể giao dịch được nhưng mà theo một cái hướng là là thận trọng thôi cũng không không nhất thiết là phải quá hào hứng à, trong điều kiện thị trường nó đang xấu và với lan tỏa vốn hóa và thanh khoản thì hôm nay bắt đầu có sự lan tỏa rồi Thực ra là thị trường giảm hai cây vừa rồi sâu quá do vậy là khi mà giá tăng ấy, thì sẽ có sự lan tỏa thì lan tỏa này nó vừa đủ thôi à, đặc biệt là lan tỏa không không vào nhóm lớn mà lại vào nhóm vừa và nhỏ thì đây là yếu tố mình đánh giá là chúng ta cần phải hết sức lưu ý à, khi mà chúng ta giao dịch với phái sinh bởi vì là uh, với phái sinh thì chỉ số vn30 mới là điều quan trọng nhất còn với thị trường chung thì vẫn có cổ tăng vẫn có cổ giảm nhưng nhìn chung là nếu trường hợp chúng ta đánh theo cổ phiếu lớn đi nhóm nhóm kém thị trường thì lúc này chưa chưa đủ chưa đủ kém thị trường ví dụ đi uh, chúng ta cùng xem qua những cổ phiếu như tscb uh, ok uh, thôi để chúng ta đi hết cái này đã rồi chúng ta sẽ qua xem cổ phiếu sau uh, với điều kiện thị trường về yếu tố về uh, chờ mua và chờ bán theo vốn hóa và theo thanh khoản toàn thị trường thì anh chị để thấy rõ ràng là diện đó là việc mà giao dịch với với thị trường lúc này, này đây mới là cơ hội giao dịch này còn bây giờ mà giá vẫn cứ cũng bóc tách ra như thế này thì vẫn chưa chưa đủ để chúng ta có thể nói, nói những yếu tố giao dịch của lúc này đâu à, những cái thời điểm mà chúng ta giao dịch tốt là những thời điểm mà giá à, là những thời điểm mà giá nó phải gom chặt lại à, tức là bên chờ mua chờ bán cho thấy là điều kiện thị trường đang hết sức bình thường và đang ổn định Lúc này chúng ta mới giao dịch được Còn nếu mà trường hợp bóc tách như thế này uh, Hai cái đường chờ mua chờ bán tách nhau ra Thì tức là bên bán, bên mua ấy, Họ phải đợi một cái vùng giá tốt Họ mới họ mới mua vùng giá phải chiếc phóng sâu hơn Còn bên bán thì ngược lại Họ phải đợi vùng giá cao hơn Họ mới mua Nói chung là uh, hai bên chưa gặp được nhau Và chưa gặp được nhau thì giá sẽ trịch Đơn giản là như vậy thôi Ok, Thì đó là một số uh, diễn biến và chỉ báo nói chung thì về nhóm ngành thì mình cũng không cần phải xem nhóm ngành kia nữa, tại vì cũng trong cái bảng nhóm ngành thì anh chị có thể xem ở trong hệ thống của HDC, à, nhưng mà chúng ta có thể nhìn nhận ở đây một số nhóm ngành luôn. Đầu tiên là nhóm ngành về về ngân hàng, nhóm ngành ngân hàng thì thật sự yếu. À, chúng ta đã nói một thời gian rồi, tức là chúng ta không nên để nhóm ngân hàng nhiều nữa. À, MB Bank này cũng cũng không có cơ hội, không có cơ sở để giao dịch. HD Bank cũng thế, à, cũng đang bị giảm khá là sâu. À, hay là với À, hay là với những cổ phiếu của, của nhóm ngân hàng với CTG đi CTG hôm nay cũng giảm sâu rất sâu Hay là VCB đi VCB thì thật sự là có mẫu hình vai đầu vai luôn à, Nhìn chung là chúng ta cũng không không thấy cái kỳ vọng ở đâu ở nhóm ngân hàng Cả đặc biệt là trong thời điểm mà, mà bắt đầu tăng lãi suất trở lại là càng không à, Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng qua nhóm bất động sản Ví dụ là VHM VHM thì đang giảm sâu và không phục hồi Thậm chí là gãy luôn cả cái channel tăng Đây là chúng ta có một cái channel là channel tăng kênh tăng này bây giờ thì vhm đã gãy luôn rồi à, sau cái phiên giao dịch phái sinh hôm trước ấy, thì gãy luôn à, hay là với VIX hôm nay là phục hồi trở lại nhưng rõ ràng là VIX ở trong một xu hướng giảm chứ không phải là xu hướng tăng đúng không ạ hay là với vre cũng thế nhìn chung thì những cái mẫu hình giá như thế này đều cho thấy là việc là giá cũng chưa có sự tăng trưởng trở lại đâu à, chúng ta có thể nhìn được vài phiên mang tính tăng kỹ thuật nhiều hơn nhưng mà cái xu hướng chung vẫn là xu hướng xấu đấy chưa phải là tốt đó là hai cái cổ phiếu mà nó mạnh nhất rồi à, xin lỗi là hai nhóm ngành đang đang mạnh nhất thị trường rồi à, xin lỗi là đang đang ảnh hưởng tác động mạnh nhất thị trường là bất động sản và nhóm ngân hàng thì đều điều chỉnh giảm hết à, mặc dù ngân hàng là mình đâu thấy đâu đó là bắt đầu sự, có thể đâu đó là sẽ hồi phục theo hướng là là sideways tức là đi lên đi xuống đi lên đi xuống đó cũng chưa đủ để mà chúng ta à, kỳ vọng là nó sẽ à phục hồi trở lại vùng đỉnh cũ đó lúc này cái cái mà kỳ vọng đỉnh cũ hơi hơi xa vời à, đến thời điểm này thì mình đánh giá là như vậy chưa đủ để chúng ta thì kỳ vọng lên những vùng giá cao hơn do vậy là gì ạ? À, đến thời điểm này chúng ta vẫn phải ưu tiên vào quản trị rủi ro ưu tiên về về việc là à, bảo vệ danh mục và nếu trường hợp mà giao dịch đi tập trung cổ phiếu đi vì mình vẫn khuyến nghị là nên tập trung vào những cổ phiếu Mà tính phòng thủ cao à, ít bị ảnh hưởng bởi cái đợt covid vừa rồi ví dụ là fpt digi, uh, digi hay là hôm nay thì có cả nhóm bán lẻ của mobile world À, cũng đang phục hồi tốt này đang giữ trận tốt này masan cũng thế masan cũng tốt hay là nhóm ngành phân bón dcm hay là nhóm ngành cầu cảng à, hah à, jemandet đều là những cổ phiếu mà mình đánh giá có thể giao dịch được và không bị ảnh hưởng quá nhiều à, về chỉ số viên 30 mươi m thì dạo gần đây rất khó chơi à, mình cũng không thấy một cái xu hướng nào để chúng ta có thể giao dịch một cách an toàn cả nhưng nhìn chung thì kết phiên giao dịch của cái à, ngày hôm thứ sáu ấy có có vẻ đâu đó là là một cái tia hy vọng để chúng ta có thể giao dịch về về phía long trong những ngày sắp đến à, khi mà giá bắt đầu cắt ngược trở lại trong một cái đường pivot mà nó đang bẻ góc đi lên thì đây cũng là điều mà mình đánh giá là cũng khá khá ổn rồi trong một phiên giao dịch trong một tuần giao dịch mà mà nhiều gam go và nhiều cảm bẫy như như tuần giao dịch vừa rồi thì bây giờ chúng ta đã đánh giá là thật sự là bắt đầu ổn dần rồi đấy là việc mà nhưng việc mà thật sự giao dịch giao dịch lên thì chúng ta sẽ còn chắc là sẽ cần phải đợi thêm À, để mua lên thì chắc cần phải đợi thêm, giờ chưa đủ cơ sở để chúng ta thể mua đâu. Xét về đồ thị đến tuần thì giá phản ứng rất tốt tại cái đường cản xu hướng là cái đường cản hỗ trợ 1300, à, giữ trên 1300 rồi, nói chung là cũng đang ổn rồi, cũng không quá là, là phức tạp nữa. Do vậy là vẫn có kỳ vọng để thị trường tuần sau có một nhịp hồi, hai nhịp hồi. Nhưng thật sự là lên vùng đỉnh cũ lúc này đó là một câu chuyện dài chúng ta chưa thể kỳ vọng lên vùng đáy được ngay đâu. ạ ok nhá thì đó là một số nhìn nhận trong bài video của ngày cuối tuần à, mình cũng sẽ không dành nhiều thời gian của anh chị nữa và xin chúc cả nhà một à, buổi cuối tuần yên ả à, bình yên à, xin chúc mọi người ở bên gia đình à, thật sự ấm áp và xin chúc chúng ta sẽ cùng nhanh chóng vượt qua à, đợt dịch căng thẳng nhất kể à, từ khi covid xuất hiện tại việt nam nhá. xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị các bạn trong tuần sau xin chào và hẹn gặp biệt